Chào quý vị và các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn cách đặt cái mật khẩu trên phần mềm kế toán Misa. Thì đây cái phần mềm kế toán Misa của mình đã có mật khẩu rồi. Đây mình có thể vào chỗ tệp này, đóng dữ liệu kế toán lại để mình kiểm tra. Sau đó mình vào mở. Mình cần mở cái dữ liệu kế toán này. Và đây là cái mật khẩu của mình đã đặt trước. Sau mình gõ đồng ý. Đây là mình đã vào trên cái trong cái phần mềm rồi. Thì bây giờ làm nào để mình có thể giờ mình làm nào mình có thể nào gỡ bỏ cái mật khẩu này. Đây mình vào lại này, mình vào đóng này. Mở dữ liệu kế toán à, và đồng ý này. Đấy, tên người dùng bằng mật khẩu là không ngầm lệ để vui lòng kiểm tra lại này. Bây giờ mình sẽ vào lại nhé, gõ mật khẩu này. Giờ mình muốn bỏ cái mật khẩu này đi thì các bạn là vào chỗ hệ thống này, vào chỗ đổi mật khẩu này. Sau đó các bạn là vào gõ cái mật khẩu cũ của các bạn đã cài từ trước. Sau đó bạn là gõ mật khẩu mới, nếu các bạn mà muốn đổi mật khẩu mới thì các bạn có thể gõ vào đây và xác nhận lại mật khẩu. Ở đây là mình muốn bỏ cái mật khẩu đi, tức là để trắng, không cần mật khẩu nữa thì mình để trắng. Sau đó là mình sẽ nhấn đồng ý này. Ở đây là Misa đã thông báo cho bạn là đổi mật khẩu thành công này. Còn nhấn OK này. Bây giờ mình sẽ mở lại để kiểm tra nhé. Giờ mình vào tệp này, đóng dữ liệu kế toán này. Đó, sau đó mình vào mở này. Bây giờ mình sẽ vào đồng ý này để xem là phần mềm sẽ cảnh báo là còn mật khẩu hay không. Đây mình không có gì nhé. OK đồng ý này. Đó. Đây là đã vào được phần mềm rồi đấy. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cái cách mà các bạn muốn đổi cái mật khẩu trên phần mềm kế toán Misa. Video hay hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.